Nối tiếp sự nguy hiểm, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng một file SketchUp để xây dựng hoàn cảnh. Các bạn hãy cùng tôi chuẩn bị tinh thần. Ngay và luôn, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua tab Import Full Screen. Chúng ta hãy cùng nhau lấy một file SketchUp sẵn có, bấm vào đây. Và chúng ta chọn file thực hành, chúng ta cùng nhau Open. Các bạn có thể đánh dấu nhân ở đây để thoát ra. Còn đương nhiên là chúng ta sẽ đánh dấu check OK ở đây để đồng ý và cùng nhau chờ đợi nào. Để nhanh chóng hơn, chúng ta cùng nhau chuyển qua tab Import. Các bạn bấm vào phần Import, bấm vào biểu tượng dưới này để chúng ta import file SketchUp đã được xử lý sẵn. Tôi bấm vào và bấm vào Show File. Chúng ta cùng nhau Open. Các bạn có thể import phần chuyển động của Show File nếu các bạn muốn. Tôi sẽ check vào đây và không import phần chuyển động. Tôi đánh dấu check và Add to Library. Còn gì dễ dàng hơn nữa? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau định vị vị trí công trình nào bà con. Chúng ta di chuyển trỏ chuột và đặt sao cho hợp lý nhất. Tôi sẽ đặt vị trí đó ở đây. Sau khi các bạn định đúng vị trí rồi, các bạn bấm chuột trái một lần. Vậy là công trình của chúng ta đã vào rồi. Rất đơn giản phải không nào? Tiếp theo, các bạn thấy vị trí chưa hề đúng, chúng ta có thể dùng lệnh di chuyển, chọn lệnh di chuyển và chọn vào tâm điểm ở đây, nhấn chặt chuột và đẩy vào trong một chút, hay qua trái qua phải một chút. Chúng ta có thể thoải mái điều chỉnh. Ví dụ như tôi chọn ở đây, đẩy vào trong xíu nữa, qua đây xíu và bỏ tay ra. Các bạn cũng có thể xoay, tăng giảm chiều cao. Ở đây tôi kéo xuống một chút xíu. Sau khi kéo xong, chúng ta bỏ tay ra. Các bạn thấy rằng ở đây chúng ta có những điểm lồi lõm không cần thiết. Chúng ta sẽ mô hình tạo mặt phẳng sao cho tiếp xúc với phần công trình của chúng ta. Về công cụ địa hình và chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo địa hình ở đây. Tôi bấm chuột trái vào. Các bạn cùng tôi chọn catalog đầu tiên 2. Ý nghĩa biểu tượng đây rất đơn giản. Chúng ta sẽ đẩy cao lên, kéo thấp xuống, làm bằng và định vị công trình, tạo những độ lồi lõm, làm mềm và mịn. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu các bạn ở đây. Nhưng quan trọng nhất và đầu tiên, chúng ta sẽ chỉnh cường độ xô đẩy của nét vẽ. Tôi tăng vừa phải và kích cỡ nét vẽ chúng ta có thể chỉnh ở đây. Các bạn kéo to lên thì nó lớn và kéo nhỏ xuống thì nét vẽ sẽ nhỏ hơn. Sau đó chúng ta chuyển về chế độ đẩy cao lên. Chúng ta bấm nhẹ nhàng vào đây, chuột trái một lần. Mỗi lần chuột trái thì sẽ cao một chút, tôi chuột trái lần thứ 2. Vậy là ổn áp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển ngay về công cụ này. Import, chọn trên 2. Và chúng ta cùng nhau kéo đối tượng này xuống sâu một chút xíu. Những phần lồi lên chúng ta sẽ xử lý nó sau. Bây giờ chúng ta lại chuyển ngược về công cụ tạo địa hình. Catalog đầu tiên, chúng ta chọn phần Plan, tạo mặt phẳng để chúng ta định vị công trình. Tôi muốn vị trí cỏ ở đây bằng vị trí thảm sàn đây. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau nhấn chặt chuột trái, bấm vào vị trí sàn này và bắt đầu giữ chặt chuột trái, đẩy dần ra ngoài. Rất đơn giản, tôi bấm vào đây. Khá đơn giản phải các bạn, mô hình hóa quá trực quan luôn. Tôi có thể giảm nhẹ nét brush. Chúng ta cùng nhau làm, không có gì khó khăn cả, rất đơn giản. Lần lượt chúng ta sẽ xử lý tất cả các thành phần còn lại. Tôi bắt đầu chọn và đẩy ra ngoài. Tôi đẩy vị trí bên này trước. Các bạn đẩy cũng hết sức khéo léo. Ví dụ thế này. Và bên này cũng vậy. Chúng ta đẩy dần ra. Trong quá trình đẩy có thể gặp một vài lỗi thì chúng ta có thể khắc phục sau. Chúng ta cứ làm cách từ từ thôi. Tôi thấy cũng tương đối ổn áp rồi. Khá là dễ dàng. Và chúng ta đẩy tiếp. Vậy là ok. Công trình của chúng ta bỗng dưng bị tụt xuống. Không sao, chúng ta cùng nhau về công cụ này, Import. Và chọn trên 2, chúng ta kéo lên một chút xíu là ok ngay. Tôi kéo lên cách nhẹ nhàng. Vậy là ổn áp rồi. Thật là tuyệt vời mặt trời phải các bạn. Chuyển về công cụ tạo địa hình, tôi sẽ giúp các bạn khám phá thêm. Tôi chuyển về công cụ tạo địa hình, phần 2. Bây giờ chúng ta nhấn phím S để zoom xa ra một chút. Sau khi zoom xa ra, tôi sẽ chọn phần đẩy lên. Tôi chọn phần núi này các bạn này. Tôi sẽ đẩy lên cho chúng ta. Tôi muốn núi cao hơn một chút. Khá dễ dàng phải không nào? Không còn gì tuyệt vời hơn. Ok. Tôi nhấn S tiếp. Và xử lý phần ngoài này. Tôi bắt đầu cho ra ngoài. Sau khi cho ra ngoài rồi, tôi có thể cho lõm những phần cần thiết. Tôi lõm phần này. Thật tuyệt vời, công cụ này sử dụng rất trực quan. Chúng ta cùng nhau tạo độ lồi lõm ở đây. Tôi bấm vào phần JIT và tạo cho những vách núi này có độ sần sùi hơn. Rất dễ dàng phải không nào? Có thể làm mềm. Ok. Khá là trực quan. Bây giờ tôi nhấn phím V kép zoom lại gần. E xuống. Vậy là chúng ta đã cùng nhau định vị xong công trình rồi đấy. Còn video sau, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ốp vật liệu cho công trình này.